Nó chỉ vì một đứa con gái thôi, nó quên mấy tháng trời mà nó bỏ bố mẹ đi. Ơ, anh đi đâu về mà đồ đạc nhớ thế hả? Dạ vâng. Mua đi, 5.000 hay mới không? Bắt lấy 4 bó đi. 4 bó đi. Về bỏ tủ lạnh mà. Rau ngon này lấy về mà ăn này. Ăn cái gì? Nào hết. Ăn hết khắp hết. Mẹ
Vâng, con hôm nay hơi mệt này. Thế chắc qua cái trực đêm hả? Dạ, vâng. Thế thì nghỉ đi. Vâng. À mẹ này, con có chuyện mà nói mẹ. Chuyện à? Vâng. Có chuyện gì con? Mẹ này. Con muốn xin phép mẹ là cho hai mẹ con em Thu về để ở với gia đình mình một thời gian. Có được không mẹ? Tại sao lại một phát thì bảo là cho hai mẹ con nó về ở đây? Có chuyện gì con? Vâng thì bây giờ cái xóm dưới đấy là nó rất là phức tạp nhỉ. Dạo này nó nhiều trộm cắp. Vừa rồi hôm nay là con cũng vừa đi xử lý chỗ nhà em Thu ấy, có vụ trộm trộm vào nhà ấy là bắt gà ấy, lục tung hết đồ đạc nên là con cũng không yên tâm. Nhưng mà mẹ đã bảo rồi, đấy là mẹ chưa cho phép mà con là con yêu chị Thu phải không? Tại vì là mẹ đã vẫn giữ cái danh giá của gia đình mình với lại là cái giá trị của con ở trong bạn bè của con, cơ quan của con. Đấy cho nên là mẹ vẫn bảo cái chân lý đó, cho nên mẹ chưa nhất trí nhé. Không nhất trí cho đón hai mẹ con nó về một phát như thế đâu. Từ đầu mẹ đã ngăn rồi, đấy con tính làm sao thì tính. Còn trộm cắp thì vấn đề đó thì nó còn pháp luật, còn anh em xung quanh nhé, con không phải lo nhiều. Con cũng muốn xin phép là mẹ cho cô ấy về một thời gian thôi để sửa sang lại nhà, với lại bây giờ hai mẹ con ấy thì con còn bé nữa nên là bây giờ nó chỉ trộm vặt thôi, linh tinh thôi, mai nó lại xảy ra cái việc gì nó to tát hơn thì cũng rất là nguy hiểm. Không được con ạ, không nhất trí đâu. Đương nhiên con lại đón hai mẹ con nó về thì nó không hợp lý với cái gia đình mình, hoàn toàn là mẹ cũng không nhất trí. Nếu mà con đón hai mẹ con nó về thì sau này con còn lấy vợ thì có mang tam mang tiếng cho con chưa? Đảm bảo là con lấy, ví dụ ngoài nó bàn ra tán vào. Đấy cho nên con phải nghĩ những tương lai sau này của con, cho nên là mẹ không nhất trí nhé. Nếu bây giờ mẹ không đồng ý thì tí nữa đợi bố về thì con xin phép bố cho hai mẹ con lấy về ở chung. Không được đâu, bố cũng không cho phép. Với lại mẹ không cho phép ai nhất trí cả. Cái gia đình này do mẹ quyết định hết. Cho nên bây giờ con cứ đón về ở chung thì coi như là con đã lấy cô ta rồi, thì sau này con còn lấy vợ kiểu gì. Cho nên là mẹ cương quyết là không cho con đón về nhá. Mẹ đồng ý đi. Con xin mẹ đấy, đồng ý cho hai mẹ con vô ấy về. Mẹ đã bảo là không được là không được rồi nhá. Sao hai mẹ con quyết về sống thử một thời gian xem. Mẹ không nhất trí. Đấy, mẹ không nhất trí, nếu mà con nói không nghe thì thôi mẹ đi làm. Mẹ. Con nghỉ đi. Thôi mẹ đi làm nhá. Mẹ đồng mẹ ý. Mẹ không nhất trí đi. Không nhất trí, không đồng ý. Một thời gian thôi. Không được. Nhá, mẹ đi làm nên nói con không nghe. Con cứ bảo lấy một đón về một thời gian sống thử, có phải quần áo con mặc thử xong rồi cởi ra. Con người đón về nhà mình rồi là sống thử là coi như là con đã lấy cô ấy về rồi. Thì mẹ phải cho cô ấy một cơ hội. Cô ấy thể hiện bản thân chứ mẹ. Thể hiện bản thân, mẹ đã bảo không nhất trí cô đấy mà, không nhất trí cho con lấy cô đấy mà, con còn cố năn nỉ là thôi mẹ không nói chuyện với con đấy. Để được không? Mẹ đi làm. Mẹ mà không đồng ý thì con bỏ nhà ra ngoài ở quê luôn. Mẹ đã bảo không cho lấy là không cho lấy, còn con muốn bỏ nhà đi thì tùy con nhá. Mẹ đi làm đấy. Mẹ. Con đi thật đấy. Mẹ đã bảo không nhất trí rồi mà con cứ mẹ năn nỉ cái gì nhỉ? Con có phải còn trẻ con đâu, con lớn rồi mà. Từ bé đến giờ con năn nỉ mẹ nào đâu, nhưng mà mẹ con năn nỉ cái này cái nọ thì mẹ nhất trí, còn con năn nỉ cái này lấy cô đấy về là cả đời của con, của tương lai của cả đời con, cho nên mẹ không nhất trí nhá. Mẹ đã bảo mẹ không đồng ý mà, cái chuyện này không phải là cái chuyện bình thường con ạ. Mẹ mà không đồng ý thì con đi ra ngoài rồi. Con cứ thử đi, con xem đi đâu mà qua khỏi cái nhà mình được thì con đi, hơn được cái nhà mình thì con đi. Mẹ đã bảo là thế rồi, con không nghe. Con không phải là bé đâu, con lớn con biết nghĩ rồi nha. Mẹ nói thế con phải nghe. Con đi thật đấy mẹ, con không đùa đâu. Con giỏi con cứ đi, mẹ không nói nhiều đâu nha. Mẹ con đi làm thôi, không phải trẻ con mà cứ năn nỉ. Năn nỉ cái việc khác, con năn nỉ cái việc lấy vợ với con phải đơn giản thôi. Mẹ đi làm.
con xin phép đi đây. Con đi thật à? Vâng. Đi thật à? Con đi thật mẹ. Con đi ở với cô ấy một thời gian. Không đi nữa đâu con ạ. À. Ở nhà đi. Chẳng nhẽ thế bây giờ bố mẹ có mỗi mình con thôi, thế là con vì một người con gái đấy mà con bỏ bố mẹ đi à? Bây giờ con nghĩ xem này. Bố mẹ bây giờ có tuổi rồi. Bây giờ nhá, mẹ mang con 9 tháng 10 ngày đẻ đau, nuôi con khôn lớn, bây giờ tìm công ăn việc làm cho con, bây giờ con nỡ lòng nào con bỏ đi á? Thế bây giờ con nghĩ xem, thế bây giờ cái công ơn của bố mẹ nuôi con, bây giờ ở chung với bố mẹ mấy chục năm chẳng nhẽ không bằng cái đứa con gái mà con mới quen mấy tháng trời à? Con định bỏ bố mẹ đi với ở với cô ta thật à? Con không bỏ bố mẹ đi đâu, con muốn về thôi, khoảng qua là con muốn ra ngoài ấy, ở với hai mẹ con với một thời gian thôi để cho nó an toàn, không là con lại quay về thôi. Thì con quyết định con đi thật à? Vâng, con xin phép mẹ là con ra đấy ở với hai mẹ con với một thời gian thôi, xong rồi con lại quay về. Ở một thời gian là quay về là con sống kiểu gì được? Mà nói con không nghe thì bây giờ thì nếu mà con quyết định thì con cứ quyết định đi. Bây giờ con chọn bố mẹ hay là con chọn cô ta? Nếu mà con chọn cô ta thì con quyết định con đi thì con cứ đi đi. Mà con quyết định đi ấy thì là con cứ đi, con không cần quay về nữa. Còn bố mẹ cũng chẳng cần con phụ dưỡng nữa nhé. Con chỉ đi một thời gian xong rồi quay về thôi. Vậy thì con nếu mà con chọn đi thì con cứ đi đi. Con bỏ nhà đi, bỏ bố mẹ đi thì con cứ đi. Vậy con đi thật đấy. Nói là nó đi thật đấy, con mới chả cái bỏ bố mẹ nó đi rồi. Bỏ bố mẹ đi chỉ vì một đứa con gái thôi, nó quen mấy tháng trời mà nó bỏ bố mẹ đi. Mình thì già rồi, mong cho con lấy vợ về phụ dưỡng. Nói nó chẳng nghe, chẳng biết bao giờ nó mới lại quay lại. Có muốn hai ông bà già vắng tanh tỉnh đoạn mới thấy con về. Bố nó về chả biết mình phải nói với bố nó kiểu gì được, lựa lời mà nói thế nào để bố nó khỏi cáu. Sao nó không hiểu cho người mẹ này đau khổ vì con. Sao lại vứt thế này đi á? Ừ thế. Nè, mình đâu rồi anh? Bán được chị ạ. Vâng. Nói chung mùa này thì nắng nóng như thế này bán rau chạy lắm chị ạ. Rồi. Rau nấu canh nắng nóng thì người ta mua nấu canh. Cũng nóng nóng nó hết rồi. Dạ vâng. Cháu hôm nay ở nhà ngoan không chị? Có đúng, ngoan, tí, đẹo. Ngoan. Ngoan thế hả chị? Vâng. Có đúng. Lúc nào chắc cháu nó muốn ngủ ấy là cháu gắt ngủ chị ạ. Vâng. Con ở nhà ngoan nhé. Nhà ngoan đấy bác. Ừ. Với mẹ ném nào. Này 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 này, quả này.
Chi. Chi. Ê chưa. Đây cho con này. Đây con ném đi. Bấm. Con ném bác. Ném bác mà. Ai giờ. Ném bác đấy. Bùm. Chị ném bác á. Bùm. Chị khoan cháu nhá. Vâng. Em đi nhổ ít cỏ. Đây mà. À, xem mẹ nhổ cỏ nhá. Hoa đẹp thật đấy, nở đẹp thật. Mùa có khác mùa cỏ thật. Đây mà con ơi. À. À biết bác ngoan đi mẹ nhổ cỏ nhá. Ơ, anh đi đâu về mà đồ đạc nhiều thế hả? Anh chuẩn bị đi công tác à? Không, không phải đâu. Em đang làm gì đấy? Dạ, em nhặt ít cỏ ở bồn hoa sới cho cây hoa nó tốt. Thế anh chuẩn bị đi công tác ở đâu đấy à? Không, hôm nay anh ra đây là ra đây ở luôn đấy. Anh nói thì em buồn cười quá, sao lại đi ra ở luôn à? Thì anh xin phép bố mẹ là xin ra đây ở với hai mẹ con em vài ngày. Làm gì mà mẹ anh cho phép anh ra ở đây, chắc hai mẹ con có vấn đề gì phải không anh? Không có vấn đề gì đâu, con là bảo thấy hôm trước là có trộm cắp tình tình thì cũng không an tâm thì xin phép mẹ ra đây nhất là ra đây ở xong là sửa sang lại nhà cửa cho nó ổn định rồi lại quay về nhà. Vâng, anh nói vậy em chả tin tí nào, bởi vì mấy hôm lâu mẹ anh ra đây khăng khăng bảo với em mà không cho anh đến đây nữa, mà làm gì mà mẹ anh cho anh ra ngoài này ở, em cảm thấy lạ quá. Thì hôm trước về thì lúc đầu ở đây mẹ cũng không lý đâu, nhưng mà về giải thích mẹ hiểu thì mẹ cũng đồng ý ở ra cho ra đây hồ sửa sang nhà cửa trong vài ngày rồi quay về. Thôi em cũng tự làm được thôi, anh hay anh thu xếp chơi một chút rồi anh về nhà đi ạ, không mai mốt mẹ anh lại nói thế này thế nọ, lại trách móc em, với lại mọi người họ nhìn vào cảm thấy không. Thì anh xin phép mẹ rồi, mẹ đồng ý rồi thì đã chuẩn bị quần áo ra đây rồi thì thôi thì cho anh ở lại đây vài ngày với hai mẹ con, nhưng mà hộ sửa sang lại nhà cho nó chắc chắn rồi anh cũng quay về nhà thôi. Vâng, cho anh đi vào nhà ngồi đi, em làm nốt tí này rồi anh em mình nói chuyện xong. Rồi, em làm việc nhé. Vâng. Ơi. Ôi. Ếc à. Ơi. Chị bảo với mẹ có ngoan không? Hả? À? Có nhớ mẹ không? Có. À dạ. Dạ. Ồ. À.
Ow. Up. Ooh. Up. Ow, shut up. Thế anh về đây thì anh cũng xin phép bố chưa? Thì hôm nay thì bố sang nhà các bác chơi nên là không ở nhà. Thì chắc lúc nữa về chắc là mẹ cũng nói cho bố biết thôi. Nhưng anh ra đây ở thì gia đình em thì hoàn cảnh chỗ ăn chỗ ngủ không được như tiện nghi như nhà anh. Chắc anh ra đây ở cũng thấy... Có gì đâu, trước em cũng đi học, cũng tập huấn, nó cũng ở trong ngủ trong rừng mà. Không sao đâu mà. Ở đây dần dần anh sống như quen thôi. Chỉ cần ở gần hai mẹ con em là ở đâu cũng được. Ở đây thì nói chung tiện nghi của em thì không như gia đình anh. Nên là anh ra đây thì chắc là chỗ ăn chỗ ngủ không được như gia đình anh. Có gì đâu, cái này khắc phục dần em ạ. Chị ơi, cho em xin ở đây mấy hôm nhé. Vâng. À, thế anh để cháu em cất đồ chứ ạ. Âu. Nào, quay lúc ấy nào. Xem gà nào. Thế nào. Đấy. Ừ, gà.